Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình lên một ít đồ đồ bãi ha, đồ khoan vít gặp mini này ha, rồi đồ đèn đồ linh tinh ha, có đóng sạc bình nữa nè, có mù có sóng, có anh em cứ tha hồ mà lựa chọn ha. Thì giá cả mình báo trên đây cụ thể anh đây, thì anh em nào hợp nhãn thì mình liên hệ chốt hàng cái đó, mã đó nha, mình sẽ báo giá cụ thể và phí ship cho đơn hàng COD là 25.000 như thường lệ luôn nha anh em, có nặng hơn mình bù vào thôi chứ mình không có lấy đâu. Rồi, giá cả sẽ tùy theo mặt hàng luôn, giá trị như thế nào mình sẽ với hình thức chuyển khoản trước mình receive hay không mình nói rõ đây anh em chú ý lắng nghe nha, để mà thuận tiện giao dịch. Rồi, vô luôn. Rồi, hôm nay có mớ gặp nè. Rồi, mã số 1 ha. Mã số 1. Này 1 2 3 4 điểm tới nha anh em. Con này 250 ha. Một con dít bot và một cái đế sạc của nó nha anh em. Đế sạc nó bị cắt dây nha anh em. Cái này nó sạc của nó là 100V nha anh em. 100V nha. Về đấu dây vô. 100V này là nó hơi mờ. Nè, về đấu dây vô. Dạ, pin này là mình bán chưa có pin nha. Mua về mình bán lại vài chục thôi. Đó. 250.000 mã số 1. Anh em về lắp một xe pin, thay một xe pin li-ion vô nha. Này nó đời này nó dùng li-ion. Mấy cái này nó mất hết rồi nha anh em. Đó, 250.000 chiêu phí vận chuyển với mọi hình thức nha. Giá trị thấp nha anh em. Ôi, anh em nào muốn mua nào muốn mua pin thì mình lên pin, con cũng có sẵn hàng lên pin luôn. Con này con số 2 mình bán 200.000 đồng. Chưa pin nha. Chưa pin mới 200 nha anh em. Con CDD. Con này của Nhật luôn nha anh em. Là sản xuất ở Trung Quốc. Có 6 cấp trượt nha anh em. Con này nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, xài phê lắm. Này anh làm điện điện tử là tuyệt vời ha, máy in mà China. Anh em muốn vô coi đi. Vô một sale nó đây cho anh chạy thế bà luôn. Một sale 217 thôi là nó chạy thế bà nó luôn. Lưu ý mình bán là chưa có pin nha. Đó, về lắp xe pin tận dụng xe cũ hay gì đó, lắp cái mạch 1S vô là anh em có con xịn sò xài. Rồi, không pin nha, 200.000 chưa free ship số 2. Này là con số 3. Con này 280.000, đáng lẽ mình bán 300.000 nhưng mà bán anh em 280 thôi. Con này mình lên xe Sony 5D có pin rồi. Lên xe 5D nha, về sạc 4.2 đây, mình không có kèm theo sạc nha. Cái con này à, nó hơi mờ mờ thương hiệu nên em cũng còn khá là đẹp ha. Con này của nào ta, nói chung là hàng bãi đi cái mực đó. Con này là đồ nhựa là tuyệt vời luôn á, đồ nhựa mấy cái ổ điện Việt Nam này nọ, mấy cái đồ đó đồ điểu lắm, điểu giả mang luôn, bắn cái anh em bắn mạnh cái là bể luôn, giòn. Này là xe Sony nha anh em, chưa kèm sạc, 280.000 chưa phí ship nha, chuyển khoản thì cộng 15k. Đường COD là hai mấy ngàn anh em chuyển khoảng 15.000, mình bù thêm cả 10.000 nữa ha. Còn COD là 25.000. Lưu ý không bao ship nha, chuyển khoản thì cộng 15.000. Giá trị thấp. Con số 4. Số 4 này mình bán 200 ha, chưa pin luôn nha. Con này là con IKEA, nó dùng 2 cell nha anh em, có xay xước. Mưa tư còn sáng nha, sáng trưng không có bị ngập nước nha. À, cái đầu nó có hơi kiểu như nó hơi bị bơ hơi bị dỉ nha anh em, cái này lấy ra dễ nha. Mày mới mua luôn á. 200.000. Về tận dụng hai xe cũ và thay vào. Này nó có cái mạch sẵn luôn nha. Đó. Về xử lý cái này thì dễ rồi, không có gì khó à. 200.000 chưa phí ship nha. Chưa vệ sinh luôn. Còn dính ấy đi luôn. Phần tróc cao su này thì máy bãi mà nó cắn đồ nó có bị kiểu như cắn cao su thôi. Con này đường cái cọ nó điều tốc cực kỳ mượt. Điều tốc cực kỳ mượt ha. Lưu ý máy là chưa có pin nha. Anh em muốn lên pin nha thì liên hệ ha. Muốn pin cỡ nào cũng có hết, Sony ha, muốn pin rẻ tiền cũng có. Không có rảnh lên pin nha anh em. Có nào lên pin sẵn thì mình bán lên sẵn cho anh em nhờ, cho anh em mà mua. Không thì anh em có pin cũ thì anh em về tận dụng. Con số 5. Mình bán 270.000, con này con Ryobi, nó sử dụng chung pin với thằng mấy con Nati ấy nha anh em. Có một cái 270.000 nó bị kiểu như đó bãi hàng tấn đồ á, nó rớt xuống á, nó gãy. Cái này mình dùng kim bấm á, bấm ghim học sinh đó anh em, hàng lại
con máy nặng mấy ký anh em hàng lại nó vẫn còn cũng không gãy nữa đâu nha. Cũng có 6 cấp trường anh em, nó khác thằng Nati nghĩa là có nhanh chậm thôi ha. Lưu ý cái khuyết điểm mình nói nha. Mạnh lắm, con này mạnh lắm ạ. Mở dàn áo xe thôi rẻ rẻ anh em xài đi làm khỏi phải suy nghĩ. Bao không có gãy nữa đâu. Kiểu nó cắn trên một đống đồ nó hàng tấn anh em nó ấy xuống. Con máy nào mà bị gãy như vậy anh em hàng như vậy, con máy 3 4 kg nó cũng không quấy nữa. Khi mà dùng nhựa mà anh em lấy hai cái sắt cái ghim bấm mà anh em bấm lại mà nó đâu có đường nào mà nó gãy nữa. 270.000 chưa với ship không có kèm sạc nha. Quên pin mình nói mình lên pin cell 217 của Lysen anh em. Hệ 1S thì anh em lên cái pin gì cũng được, anh không có tỷ lệ nó chết không khó đâu, khó lắm ha. Có pin nó chết sẵn thôi chứ. 217 dùng được khoảng 3 ngày rưỡi nó lên anh em xài là maximum luôn. Đơn giản chưa? Rồi 270.000 chưa kèm sạc nha anh em. Lưu ý khuyết điểm như thế này. 270.000 một máy và một pin. Đây, con này thì con số 6. Số 6 thì nói chung là hai con này nó cũng như nhau nha anh em. Số 6 300.000 một con. Cái này là chưa pin nha. Chung là anh em có 50.000 à mà con đi xăng nữa. Mua 250 mấy con đẹp đẹp có chỗ bán 300 luôn. Chưa pin luôn nha, chưa lên pin. Này dành để cho dành cho những anh em nào là lên pin. Mình test máy nha. Con Nati nó có nhanh chậm, còn Ryobi nó không có mà xài chung pin đó anh em. Con Nati thì nó thương hiệu quá. 300.000 một con nha, chuyển khoản mình bao cước cái mấy con này. Từ 300.000 trở lên, mấy con mà dưới 200 dưới 300.000 là mình cũng cân đối với ship cái này nọ cho anh em rồi. Cái này bán chơi chơi văn nghệ thôi, hai con đồng giá hết nha anh em, con nào cũng như con nào thôi. 300.000 một con chưa pin. Con số 7, con này là con 300.000, con này My Hand. Mấy con này hot. Nhỏ nhưng mà hiệu quả nè. Nhìn nó nhìn hơi ngầu nhưng mà có say sướng nha. 300k. Đó. Con này xài phê, quên nó mình lên thằng này mới lên mấy pin mấy bữa mình nhớ pin Sony gì nữa. Sony 5A 5D mình quên bà nó nghe anh em. Mà lên pin nó Sony á. Không kèm sạc theo nha. Tại cái sạc mình bán 5-70 ngàn là anh em thôi. Anh em nói đắt thì anh em lên Shopee mua sạc của nó có 20-30 ngàn à. Mình mấy cái sạc điều điều đó mình không có xây xước. Cũng vẫn 6 cấp trượt nha anh em. Con số 7 là 300.000 chuyển khoản mình bao cước con này nha. Con này mình bán 280.000. Con số 8. Cái này con cắt cỏ nha anh em. Này cái thân máy nha, này cái thân cắt cỏ nha anh em. Này nó khoảng 3 tấc nha anh em. Cái chụp nhựa ở đây nó bỏ nó bị mất nha anh em. Cái này cũng không cần thiết cắt cỏ hàng rào cắt cỏ nha, này nọ đâu đó. Cái này zin nó là 10V 8, anh em có thể lên 14V luôn cũng được ha. Con này như của Đài Loan anh em, mình cũng đang xài pin nó cũng cái hệ này nói với Itman này nọ nó xài chung chương pin á. Này là cái vỏ pin mình là 14V nha, mình cho chạy 14V mình thử cho máy cho anh em luôn. Bây giờ còn hết pin rồi. Lấy cục pin nữa còn. Đây nè, mình xài cũng đang xài. Cho chạy 14V bình thường nha anh em. Anh em nào đang có pin Makita nào nó muốn lên đế Makita nó là dùng là tuyệt vời luôn. Rồi số 8 là 280.000. Chưa không bao ship nha. Mấy con này bán nói chung mà mấy con này anh em ra bãi đâu có giá mà 200 đâu, 250 cho lên không. Con này nó còn đẹp anh em, hình thức nó cũng còn đẹp, nó có nó mất cái này thôi, cũng không cần thiết. Nè cái lưỡi cắt nó này, bén ngót luôn, mới tinh rồi. 280.000. Chuyển khoản cộng 15.000 nha, còn COD là 25.000. Nó cân đối cho anh em tới tay anh em là COD này nọ cũng tầm 300-350 ngàn anh em có xong con anh em xài về lên pin. Này có que hàng Nhật nữa nghe anh em. Này con số 9. Số 9 đúng không? 420k. Con này con vít 19V 6 mình lên 12V là nó nghe anh em bình thường là không có gì hết. Con này mất keng luôn anh em ơi.
chung mình mới cũng khá là mới chứ không có bị mới quá, như mới thì không đúng ha. Con này lơ vỏ nó vỏ ba sao nha anh em, vỏ nó vỏ ba sao, vỏ đẹp luôn, mình mới mua như vậy chưa thử luôn anh em ơi. Đây về anh em thay pin nha, còn không muốn đóng pin thì liên hệ mình để mình test cho anh em xem luôn, để xác định âm dương anh em, để cắm vô cái nó tèo cái uổng. Rồi cộng này nó ngược với mấy kia, mấy con này thì đâu có lỗi lầm gì đâu, cứ cấp nguồn là chạy thôi. Vậy thay pin lên 3 cell là anh em xài tuyệt vời luôn, tùy theo nhu cầu, muốn nhiều xài nhiều thì xài hai co hai cái. Chân pin nó dơ anh em, điều tóc này nó đầy đủ. Con này mới keng sben mà đâu có lý do gì mà lỗi đâu. Quên cái chân pin cho anh em xem kiểu nó đâu mà nó đóng ten này chứ không phải nha. Mới nha, cũng còn khá đẹp á, 90% đó, ăn lên đó. 420k chuyển khoản mình bao cước nha. Con này con vít trượt con số 10. Con này bán 420 cho anh em luôn đi. Tình cảm luôn, chuyển khoản bao cước COD là 25.000. 420k. Con này mua mắc hơn á. TD120D pin trượt nha anh em. Tua mở, tua ship 2003, tua mở là 3.000. Vỏ cái vỏ này không cả 100.000 anh em, cái vỏ bãi Nhật. Vỏ này đóng được 18V luôn chứ đừng nói 14V. Ồ, 12V. Ha, cái vỏ này nè, vỏ này là xài bao trâu luôn, trời bể đầu luôn. Mấy cái vỏ đây mua vỏ tàu đây mua 50.000, 1.000 chứ 10 xác nó chưa bằng này. Cái ra mấy này nó bền. Cái nhựa nó làm cái gì siêu bền anh em. Nhựa con ta nó làm ở nhìn cái nhựa nó đang ở đây nó một trời một vực. Im như chó thở luôn anh em, chưa vệ sinh mà nó im như chó thở luôn. Rồi một máy thân máy vỏ pin anh em, này là pin trượt nha, pin trượt nó mắc hơn. Thôi 4C2 thôi, lợi anh em vài chục, cà phê chơi, tiền xăng chơi. Con này nó không đẹp bằng con kia nha anh em. Mà được cái là cái chân pin này anh em đang có pin 14V hoặc là pin Makita 14V thì anh em dùng luôn, còn không mình đóng lại này 12 hoặc 14 tùy thích là ở chỗ này. Cái vỏ này đóng được 14V, 18V luôn ha. 420.000, lên 14 thôi đừng lên 18 nha anh em. Cái này anh em mua bằng nhôm, anh em muốn đánh ra sơn lại sơn không để về dùng luôn. Cái này bắn ton thì thôi cũng khỏi chê. 420k con số 10. Cái này có que hàng Nhật nữa nha anh em. 11 là mình bán hai cái thân đèn này 600.000 đồng. Mã số 11 nha. Hai cái đèn của Panasonic, cái này là cây 14V4. Panasonic sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. Cái đèn này là cái bóng đèn, cái bóng đèn vàng như xưa mà sáng bạc cố luôn. Anh em không? Ánh sáng gọi nó sáng. Ồ nó gọi nó hàng chục, mấy chục mét luôn nha anh em. Này mình đang cho cấp pin 18V luôn nè. Này là hai cái thân nha chứ không có bán cục pin là 400-500 ngàn nha anh em. Cục pin nó tới mấy trăm ngàn lận nha. Này thứ nhất là anh này nó cấp nguồn là chạy thôi, sáng thôi. Anh em muốn lên đế Makita thì lên, còn không thì mình có benzin thì dùng nó đẹp hơn. Đặc biệt cái thằng pin Bana này anh em thấy cái vỏ của nó làm nó kiểu nó chắc còn hơn, coi như là từ nào mình chưa thấy bể cục nào luôn. Cái nhựa nó làm nó dày mà dạng giả mang, nó dày nó chắc hơn Makita nữa. Bởi vì cái giá trị thằng pin Panasonic này bãi nó bán 150 cái vỏ như thế này nè. Này mình test cái đèn này luôn nha. Cái đèn này là 14, 18 và 21 con sáu, nó chạy 3 hệ pin luôn. Đèn này đèn led nha anh em, còn cái thằng này anh em muốn độ bóng led thì anh em độ dễ mà. Lấy nguồn ở giữa âm dương thôi, mình muốn độ bóng led xịn cái nào thì mình xịn. Hình như qua cái mạch này nó giảm áp thì chứ cái bóng này bóng 12 á, nó giảm áp trên cái bảng mạch này nè, ra đây nè. Còn này là tức thằng nào chắc nó cũng vậy, nó giảm áp. Cái mạch nó chịu được vô 21V, vô đây nó cũng giảm áp về 12V anh em hiểu không? Cái mạch nó quản lý khiển như này nè. Con này là ông led nè, bật lên cái này không phải như đèn pin đâu nha anh em, nó không phải như thằng này đèn pin gọi xa. Cái này kiểu như dùng để trong học tập,
cúp điện này nọ, anh em có thể dùng nó để mình làm, mình làm việc rồi nè. Bấm cái nút thứ hai là tắt cái bóng đèn phía trước đi, bấm cái ba tắt rất là sáng ha nha. Cái này là đèn để học tập chứ không phải là đèn để ấy anh em. Còn mấy cục pin này là mình mua, cũng chung là mua nhiều. Hai cái thân đèn mà là 600.000 anh em, một Panasonic. Hai cái thân là 600.000 mã 11. Anh em mua pin bán pin nha. Cái này mình mua nhiều biết sao không? Mấy cái pin, lấy cái mấy cái pin pin nào cũng còn sống thì sàn qua sàn lại, còn có cà phê chứ còn không là lỗ nha anh em. Nó bán 150-200.000 cục vậy, anh em nghĩ là nó bán tính luôn pin đó. Cái này mình thay xeo trở 11-12 không mà. Anh em tại mình đánh dấu ở đây nè anh em biết sao không? Là tại mình đánh dấu cái viên này nó bị kiểu nó lệch áp nhau á, với thằng này thôi mình căng áp lại hết rồi. Cái mặt này là mặt tem vàng chứ không phải là mặt tem đỏ, nghe mình thay qua hết mấy cái mặt tem đỏ nó, nếu mà nó lỗi rồi nó sẽ, anh em cố gắng mà đóng lại nữa là nó sẽ bị xả pin. Muốn mua pin thì 350 cục pin zin, thay xeo zin luôn. Pin này ngoài thị trường ta có bán nha, pin cũ là bán 60-70.000 một viên đó. Con số 11, con số 12. Hai cái 12 ha, cái này là cái thân nha anh em, bán 850k, con này là con 7840 chạy pin 14V. Máy Insabang ngang con này anh em làm điện nước camera này nọ thì thôi, nhỏ gọn hiệu quả. Mình có liên nhiều clip test là test nó khoan mỗi 10 ly là khoan mà bê tông siêu cứng luôn á, là thoải mái ha. Làm việc nhanh hiệu quả. Cục nào 18V, cục này chạy pin 14 nè, mình cho nó 18 luôn. Không sao hết. Đó, mạnh chưa? Điều tóc đầy đủ nha, quên điều tóc đầy đủ nha. Có cái này bị luộc à, không có con nào mà còn nữa. Chung là pin nó là zin 14 anh em, mình đã xử lý cái phần chân pin này rồi ha, là anh em chỉ cấp nguồn là chạy, có thể lên đế Makita 14-18V để mình sử dụng. Máy mình bao zin và bao cái như bao hoạt động ok nha anh em, dùng từ bảo quản nha, khoan sao cho nó hợp lý nha. Máy ái có than nha. Cao su này thì nó dễ sai xước lắm. Cao su non thì nó bóp lớp vỏ bọc mày mà không có sao hết, lọt. Máy nào hình như mấy thằng Bana nào cũng vậy, từ khi nằm trong thùng. Rồi mã 12 850, cái thân này 7840. Con này 13, 1 triệu đồng. Con này đẹp đẹp anh em, chạy pin 18 10 14 18 nha. Đó, con này quá đẹp luôn. Em nhìn đi, rất là đẹp luôn. 78A1 ha. Nó cũng như thằng kia anh em, nhưng mà cái thiết kế này nguyên bản này nó chạy được hai dòng pin 14 18 nha anh em. Mấy ba na này là được nghe, anh mình cũng thích nó lắm em, nó bền nè. Cái này là mình chưa xử lý chân pin nha anh em, mua mình sẽ cắt bỏ chân pin này, chỉ mình làm cái tín hiệu lại cho anh em, chỉ về cấp nguồn là chạy thôi. Xem ngoại hình đi nha, con này còn dính bùn đất tí xíu, mới rửa sơ thôi nè, lấy khăn nước lau sơ thôi mà bóng này nè, thấy không? Lại không có cái đầu, không có cái đầu này, coi như mất đi chức năng bắt giúp cấp được cho anh em. Đọc hết là ra bãi là bị luộc hết ráo. Này đang chạy pin 14 này nha. Nè anh em. Đặc trưng của máy Panasonic anh em không biết xử lý là anh em nó bị đá đèn đây, là tức là mà nó chạy kiểu như nó chạy rất là yếu. Nè, bấm nữa là nó không chạy luôn. Cái này mình sẽ xử lý lại y như cái con kia cho anh em, là cứ cấp nguồn là chạy, không có cái gì. Sau này vĩnh viễn là cứ cấp nguồn là âm dương là chạy. Số anh em không mua cái đế Makita, mấy cái đế chuyển mà trên Shopee bán á, mua về nó đâu câu tín hiệu cho anh em đâu. Câu mà câu không đúng ha. Này phải biết câu mới đúng, máy nào nó mỗi máy nó mỗi khác. Chứ không phải mà nó câu kiểu như hơi chân 3, chân 8, chân 4, chân 8 có máy chạy máy không. Anh em thấy không? Nó chớp đèn là kiểu nó báo lỗi là ở cái phần chân tiếp xúc. Mình sẽ cắt bỏ đi, mình câu lại cho anh em cấp nguồn là chạy. Có thể lên đế Makita, có pin sẵn Makita sẵn thì lên đế Makita. Thân máy 1 triệu nha anh em, con đẹp 14-18. Anh em thấy thích con nào thì anh nhích con đó. Cục
cục pin này thì chung mình mua để test máy, lâu lâu nó đường cục nên em 18V 3A mà 3A. Pin này từ nào cũng mới ít gặp á. Con này nó sử dụng cell 21700, nó trợ có mình có 8 à, 78 à. Cục pin này cũng giá trị nha anh em, pin này nhận sạc xin hết. Mấy cái thằng mà nhà sạc mà nó bị lỗi mình xử lý được nha anh em, nó không có khó. Mấy cái sạc mà nó không nhận á, mấy cái mạch á, dễ. Còn cái tem đỏ thì thôi bỏ đi, nếu nó lỗi rồi là bỏ. Lấy cục pin kế cái khoang. Con 10 mấy gì ra, con mấy con 14. 14 mình bán hai cái đèn này là mình bán 300k. 300k hai cái đèn LED của National không ta? National. Thằng này Toshiba nhưng mà thằng này sử dụng bóng National nha anh em, bóng National. Đó, con này quán găng tay nè, con này thích hợp cho anh em đi ăn trộm, đi đồ đó. Đó. Nói chung cướp điện có nó chữa cháy là ok lắm nha. Con này là National. Con này anh em biết sao, nó sử dụng là bộ một bên đó là 3 viên pin đại. Là tức là 6 viên pin đại đây. Là nó xài 9V, anh em có thể về lên 12V đóng cục pin vào đây xài. Mình thử LED cho anh em nha. Nó có cái dây để đeo luôn nha anh em. Ôi da, sao tôi tháo khó vậy? Đây, ở chỗ ngu. Đúng là ngu mà lì. Con này nó ăn dòng rất là thấp cho nên anh em xài cũng thoải mái. Ăn dòng anh em đóng cục pin xả thấp vô đây là tại vì đèn mà, đèn LED mà. Anh em đóng vô đây là anh em mình đang cấp nguồn cho nó là pin pin 2S này. Này tại mình lạnh đóng 2S 2B nha anh em. Có 8V mấy à, nó đang có 8V mấy à. Đây nè, 2 3 viên, 1 2 3 viên nè. Thấy không? Để coi nào trừ nào cộng. Nè, thấy chưa? Nó ánh sáng của con vật nó đẹp không? Ánh sáng vàng. Không phải vừa vàng vừa trắng á. Tắt. Ồ nó lên từ từ ha. Thấy chưa? Đó, anh em cho thấy ngoài là khi mà cúp điện mới thấy sự hiệu quả của nó nha. Cái bóng nó thì nó có đen đen có sử dụng rồi, bóng này có thể thay thế qua anh em độ chế được mà. Đó. Còn cái bóng thằng này thì nó có xài để lắp thằng này vô coi. Này muốn độ pin lithium thì độ lên 12V cũng được ha. Muốn độ sao độ, muốn xài pin zin thì vô mua pin đại của nó về nãy thôi. Còn cái thằng nhỏ này là nó xài mới lấy ra cái thì luôn nè. Nó xài 3 viên này nè, viên 1.5 3 viên là 4.5, tức là mình sẽ có thể mình độ 1 cell lithium. Cái này là những cái học của nó thì có thể mình chứa được 2 cell lithium là nó chạy nó sáng không biết chừng nào hết luôn. Nè, cell nó lùng lùng mập mập. Lùng lùng như phụ tùng của Nhật nha anh em, Panasonic. Con này Toshiba, giờ không có biết sao thử, tháo ra đây. Cái này nói chung là anh em về ấy pin lại nha, còn có bóng LED sáng hay không không biết nha. Cái này thì nói chung mình dễ xử lý mà, cái này cái thay bóng LED khác, còn mình cấp nguồn cái máy ủa mình làm cái khác cũng được. Thay bóng LED khác cũng được. Nè, 3 viên pin nằm đây nè, anh em có thể chứa 2 viên pin 18650 vô đây, độ cho nó thành thôi chạy 4.2 thôi, 4.2 2 viên. Mình câu là mình làm sao mình làm cho nó chạy 4.2 thôi là ok. 8.4 thì chưa biết, chưa tháo hết. Ở bên dưới nó có một cái bóng đèn pin nữa. Đó, mới tháo lấy pin ra thôi. Mà con này sản xuất tại Nhật luôn cho anh em, mấy in ra bản đầu cho anh em thấy anh em khoái. Mấy con này sản xuất tại Nhật luôn nha. Cùng ngựa nữa. Cái bóng này cái bóng của Nati của Toshiba. Mấy in da băng nè, thấy chưa? Đó, bóng Toshiba mấy in da băng luôn. Bóng này còn nhỏ không có đen không. Nè, con này về chung hình xui con này nha, để nó trước vậy nó không sáng cái nó không đáng giá trị nhiều, nó cầm đền. Cái này nó dùng cái bóng LED là thay thế dễ dàng thôi. Có anh nhiều khi sợ khó, sợ mấy khách khó thôi. Đúng không? Nói trước đi khỏi mất lòng. Rồi giá bán cho hai con này là 3 xị. Anh em chuyển khoản mình bao cước luôn ha. Này có mấy ổ điện Nhật nè. Tiếp theo mấy ổ điện của Nhật nè. Lựa mấy cái con Ken Sabang. Rồi con 14 là 4 ổ 3 xị. 2 cái.
chơi cũng được, chơi rồi đầu bãi đầu cũ nhưng mà độc. Rồi cái ổ điện này là mình bán 200.000 đồng. Mà số máy rồi 15 nha anh em. Anh em nhắn là 15 ổ điện 200.000 đồng. Cái ổ này đường cái anh em biết xong có hiển thị quá đi luôn. Này mình mua được mấy cái anh em, mua mấy cái để như vừa xài vừa bán. Thấy nào đẹp đẹp thì mình mua mình bán, chia sẻ anh em mình bán cho anh em xài. Ví dụ như cái ổ này mình mua nè, đó này sản xuất ở Trung Quốc thôi, nhưng mấy cái bóng này là mấy cái bổ này là sản xuất Nhật nha. Cái này nó có 4 cái ổ cắm nè, có 2 cái ổ USB nè. Mà con này động cái này anh em thấy không, nó có thể xay luôn nè, nó đọc không, không đọc đâu mua đâu. Biết sao điện 100V mình không có sợ nó giật anh em, sáng hết nha. Dây nó dài 2 mét, dây rồi dây này nè, zin nó đang là 125V, 100 tới 225V. Anh em muốn về cắm vô 220 thì đơn giản lắm, không có gì khó nha. Anh em về tháo ốc vít ra, gỡ con linh kiện ra thôi. Rồi thôi con tụ á, tụ chống áp cao á, tụ chống áp cao á này, ốc vít cộng dễ mở nha, máy in ra băng nha anh em, chưa phí ship nha. Nó có một số dòng nó sản xuất ở Trung Quốc nên cái này kiểu như nó để bị ố rồi anh em, hoặc là sử dụng bên kia rồi á, 200.000 đồng. Có hiển thị thông số watt, dây nó chịu dòng 10A anh em, lên 220V là tức là nó chịu dòng, nó chịu được cũng khoảng 2.000W đó. hơn 2.000W rồi, tại vì zin của nó là một zin nó là 100V 15A lận 1.500W, thấy không, chịu dòng 10A, dây chịu dòng 10A. Có hiển thị thông môn số quá đây, lưu ý về cắt tụ nếu xài 220 mình đang để zin nha anh em. Này tại anh em tháo ra anh em thấy cái cơ cấu đồng của nó làm anh em thấy cực kỳ xịn. Rồi hai cái ổ này mã 16 mình bán 300.000 đồng. Hai ổ luôn anh em, cái này là như da băng hết à. Cái ổ này thôi nói chung này nó cũng không để không có thấy nó xuất xứ, 1.500W luôn, thằng nào như mấy. Dây này chắc khoảng hơn mét à, dây này ngắn hơn. Ổ điện của Nhật nó xài chui dẹp nha anh em. Anh em thấy không, cộng ao cộng nóng cộng nguội là nó làm riêng biệt nè, cái ổ này nè. Nè anh em thấy không? Bên đây bự, bên đây nhỏ. Còn mấy cái ổ mà bình thường thì vẫn cắm vô bình thường, còn mà cái nào mà nó cần mà đúng dây nóng, đúng dây nguội phải cái ghim đúng cái ổ điện này mới được, anh em không? Nóng pha là nó đấu từ nó thiết kế từ cái ổ điện đi ra cái máy thiết bị mình, cho nên là tỷ lệ cái máy mình là nó chuẩn 100% luôn. Cái này thì có gì đâu mà hư, không có gì để hư á anh em, để tháo ra không được, cấp vô 220 luôn, nó nổ con tụ đó là xong thôi, không có gì hết á. Nổ con tụ chống xét ở tụ áp cao thôi anh em, muốn dùng được cái anh em biết sao, anh em dùng cái thằng nào anh em tắt đi đỡ tiết kiệm điện nhất, thứ hai là chống chập chống cháy nổ đúng không. Để mà dù quạt anh em này, quạt 220V anh cắm vô đó nó ngậm điện là nó cháy hoài vụ đó đó. Cái đầu có thể lắc léo luôn. Cái này thì nó là 2 4, cái ổ này thì 4 ổ. Chung là không có gì để hư nha anh em. Về xài 220 thì tháo tụ ra nghe, còn không cắm vô cho nó nổ tụ là cũng vô sử dụng bình thường. Con này của Nasonan sản xuất tại Nhật nha anh em. Nasonan sản xuất tại Nhật. Máy ra băng. Cái ổ kia thì không thấy. Cái ổ kia thì nó không có ghi nơi xuất xứ, nhưng mà máy ổ này của Nhật thôi. Dây nó dài khoảng hơn mét nha anh em, tại giờ đâu có đo được. Hai ổ này 300.000, chuyển khoản mình bao cước cái này nha. Cái nào thấp rẻ quá mà không có bao cước nha anh em. Cái này anh em biết mua cũng hơn 100.000 một ổ rồi, đâu có ấy đâu, đâu phải rẻ đâu, hàng nóng mới đổ mình lựa mấy cái ổ mà của Nhật chứ còn mới này nọ vậy đó, cho nên giá nó cao cũng chấp nhận được. Mã 17, hai ổ này 270.000, hai cái ổ này mất can span luôn, gỗ của Panasonic sản xuất tại Nhật, có Bana nữa nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc mình không có lấy ha. Một cái này là 3 ổ cắm, thằng này là 4 ổ, con này màu hồng, này màu cái xanh chuối, sản xuất tại Nhật luôn nha.
dây nó khoảng 2 mét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng là 2 mét đấy anh em. Dây nó bao xịn luôn. Cái này anh em, cái này là khỏi dây cấp 110, 220 bình thường nha, nó không có gì hết. Ủa anh biết nó tháo qua chưa ta? Cái này mình đang hởm mình ở 220 bình thường hết á. Con này nó không có đấu tụ anh em ơi. Có đấu tụ cũng không sao hết á. Tụ áp cao quá không sao hết. Anh em cắp điện vào, anh em bấm cái là nó hiện cái nút đỏ lên thôi nè. Là biết cho mình biết là kiểu như cái là mình cái ổ này là đang bật á, dùng ổ nào bật ổ đó, không dùng mình tắt đi. Nên là đồ mình nó an toàn. An toàn cho người sử dụng và cho thiết bị nữa. Thiếu điện mà để ngâm điện là tôi à. Con này cũng vậy nha anh em, bấm vào là nó kiểu nó kết nối dây lại. Ồ, hai cái ổ này còn rất là mới nha, giá bán là 270.000, chưa phí vận chuyển, chuyển khoản cộng 15.000, COD 25.000, tới tay cũng chưa được 300.000 nha. Nếu mà anh em cảm thấy nó chưa đủ ba thôi mua chưa đủ 300.000 thì mình mua thêm cái mắt kính này. Đó, mình bán như không có bao ship nhưng mà giảm giá trực tiếp cho anh em mua cái ship tới tay cho nó cũng hợp lý ha. Cái mắt kính bảo hộ, ví dụ như cái kia 200 mấy mua cái mắt kính đó đi, rồi là đủ 300.000 đó. Mình bán lẻ là 40.000 một cái, bán là 3 cái là 100.000 đồng. 3 cái là 100.000 đồng, một cái là 40.000. Cái kính này kính bãi luôn nha anh em. Cái này nó chưa sử dụng nha, được cái anh em biết không, nó làm bằng cái nhựa dẻo á, kể cả cái hàng bên trong luôn. Đó. Kính này kính bảo hộ, đeo vô rất là sáng, không mờ nha. Nhiều khi có cái nó để nó có bị xây xước sơ thôi nha anh em, nó vẫn không có ảnh hưởng gì hết. Cái này anh em đi làm việc chống bụi bẩn, bụi bẩn với đi chạy xe cũng được, chống bụi tuyệt đối luôn. Nó ốp vào đây nó ốp, nó ôm sát con mắt mình luôn. Đây. N166C gì đây, xe là như tiêu chuẩn cao á anh em. Cái này là chưa sử dụng nha, bán lẻ cho anh em là một cái là 40.000, 3 cái là 100.000 đồng. Cái này mình có được mấy chục cái nha. Mới về luôn nha anh em. Mới 40.000 cái, mua thêm mấy sản phẩm kia. Rồi, cái này thôi anh em nhắn que hàng đi. Que hàng là bán cái que này là mình đã 200.000, nó khoảng ký 7 ký 8 mà. Que nhỏ, que 2 ly nha anh em. Dài 3 tấc. Tại vì que nhỏ mua cao, que lớn thì mua nó thấp hơn, tại vì lớn thì nó cần cái máy y dần như cái dùng công nghiệp vậy đó. Hàng Nhật nó có cái đẳng cấp khác nha anh em, nó đừng so sánh với mấy hàng ở đây nha anh em, hàng gì kim tính gì đó. Vì sao? Thứ nhất là thuốc hàng, thứ hai là cái lỗi này thôi. Lỗi này là lỗi thép. Cho nên anh em hàng vào nó dính rồi là thôi vô địch thiên hạ. Thằng này nó còn khoảng 1 ký ký 8, ký 9, ký 7, ký 8 vậy nè. Vô đây anh em xài thấy bà luôn. Que 2 ly cho máy nhỏ nhỏ gia đình rồi đó. Còn anh em nhắn que hàng 200.000 thôi, bán tôi bó que hàng này 200k. Que hàng của Nhật nha. Que hàng này que hàng của Nhật nha anh em. Đâu rồi? Thôi tạm thời vậy đi, bao bì nó hơi cũ. Que hàng 200.000. Đây có que hàng to cho anh em luôn. Cái này là 3 ly 2 anh em. Anh em nhắn cho mình cái bán tôi bó quay hàng này là 3 ly 2, 400.000 bán 3 ly 2 khỏi ghi mã nha. Cái này là 3.2 ly, một zin nó luôn là 5 ký, mình bán cho là 400.000 đồng. Chuyển khoản bao cước nha, con này 5 kg lô thì tiền ship nó 40-50.000, mình vẫn tính cho anh em là 25.000 tiền COD luôn anh em biết không. Nói chung là cũng hỗ trợ người nữa, cắt nửa vàng trăng máy ra băng cô bé xịn nha, chứ không phải hàng lậu đâu à. Cái này mình khui ra thử á, này là 3 ly 2 nha anh em. Đâu rồi, cho anh em xem cái bao bì thôi. 3 ly 2 dài 3 tấc rưỡi. Cái này là chung là máy anh em cũng phải mạnh mạnh tí xíu chứ đừng mua mấy cái máy mà mười vài trăm ngàn. Cái này là xài 5 kg luôn nha anh em, zin nó 5 kg. Cái này nó chưa khui, mình khui á nha. Ở dưới đây nó còn có mấy hàng chữ nè, tại này nó thuốc hàng nó nha anh em. Có mấy cái chữ đây luôn. Hàng phê, nó que này que hàng sắt anh em. Sắt nha. Xài cho biết. Cái này cho mấy anh nào làm ở
xưởng hay là máy mình công suất lớn, hàng 3 ly 2. Rồi anh em nhắn là bỏ 5 ký que hàng 3 ly 2, 400k. Cái này mình có 2-3 cái à nha. Cái này nè, 3 ly 2 nè. Có 2-3 cuộn à. Xịn chưa? Chưa phui tem luôn nha. Đó. Rồi anh em này, nhắn quay hàng 4 ly 3 ly 2 và 4 ly. Đương nhiên thì máy cũng phải là xịn nữa. 400 ngàn một bó về 5 kg. Của Sinco, máy in da băng luôn không? Máy in da băng cái đâu, Kobe Steel nè. Hàng xịn sò luôn. Này nó không ghi máy in da băng ha, nhưng mà Kobe giống y kia. Đâu phải cần thiết phải máy in da băng. Nó đây nè, đồ điểu đây nó in vẫn được. Mấy cái đồ laser, mấy khắc này thôi nó làm mấy hồi. Nhưng mà hàng mình bán là hàng chuẩn Nhật nha anh em. Hàng đâu đó xuất xứ rõ ràng nha. Không có nói dốc nói láo để làm gì. 400 ngàn một bó 5 ký. Đây nè, mình khui này cho nó anh em nè. Đụt bạn nhìn cái đầu thuốc hàng của nó nhìn 4 ly mà. Cái đầu thuốc hàng nó làm trên đây, nó làm đen đen tí xíu xong. Que này que inox hay que sắt mình không biết nha. Nó cảm giác nó không que mình đây thì nó đang thù lùi. Que này nó làm kiểu trắng trắng đen đen vậy. Nói chung là hàng sắt thì là chắc cú. Còn inox thì mình không biết. 4 ly nha nè. Lưu ý này là 4 ly nha. Nhắn là bó que hàng 4 ly. Dài 4 bát 5 kg một bó về. Nội chuẩn nội địa Nhật. 400 ngàn anh em chuyển khoản mình bao cước ha. Ê, cha cha, hôm nay là có mấy cái sạc này mua, mình mỗi nay mình mua một lô luôn anh em, mấy chục cái nha. Có một số cắm nguồn không lên. Cho hôm nay là một là mình bán mù cho anh em về tự xử lý ha, mình sẽ nói trước cái cách rõ ràng trên đây, cái này anh em tự mà chọn nha. Không ai ép anh em mua mù hết, mua về là không ấy nha, chứ ra bãi mình mua mấy cái này bán cũng đâu có 200-300 đâu, cũ cũng nát về nó cũng hơn 200 ngàn rồi. Mà cũng là mù thôi. Nhưng mà được cái đó, đồ Nhật đó, nó dòng sạc nó là chuẩn, này là sạc cho ắc quy 12V và 24V mình có luôn. Cái nào mình cắm điện lên thì mình bán theo giá sóng cho anh em, thì đương nhiên nó có cái sự chênh lệch. Còn cái nào cắm nguồn không lên, bán theo giá cắm nguồn không lên. Cắm nguồn không lên và mình có bung thử 2 cái ra cho anh em mình biết cái nguyên nhân luôn. Còn nguyên nhân khác nữa thì mình không có biết nha. Số máy rồi. Chắc chắn giờ quên số à. 17. Hôm nay đây cái sạc mã số 18 là 300 màu, đa phần nó bị cắt dây. Có cắm nguồn, nó cắt sáng nhà mình có test nguồn không lên. 300 ngàn dòng sạc 10A. Điện 100V nha anh em, thương hiệu BNL sản xuất tại Trung Quốc. Mình cho anh em xem nè, con này hình thức còn rất là ok nha. Mã 18 300 chuyển khoản mình bao cước nha. Lấy vào dòng đây. Cái bự. Đây, tôi tháo ra cho anh em xem mình cái hướng xử lý. Cái thứ nhất là gần như là bị đứt cầu chì. Tỷ lệ linh kiện chết lỗi rất là khó. Con này là cầu chì đứt nè. Lấy cái đồng hồ vậy. Đồng hồ bằng kim. Nè anh em thấy không, dạng linh kiện của ta nè, nó không có điểu điểu như đồ ở đây đâu, quạt tản nhiệt nè, công suất lực không biến áp là công suất thật nha anh em, cho nên dòng nó là dòng thật. Ví dụ 10A là 10A, cái này nó có chế độ cho anh em mình sạc cho xe máy cũng được, nó 2A có ha, 6A 10A tùy theo công suất mình chỉnh, nó sẽ sạc tự động luôn, chống ngược cực luôn nha anh em. Để nói cho anh em mình biết là cái tỷ lệ là mình cắm nguồn lên, mình không có thời gian để bung ra mà để mãi từng con đâu. Chứ đâu, anh em muốn mua sóng thì có sóng bên đây. Còn không mua thì mình sẽ xử lý sau, dễ mà. Cái này thì và đa phần bị cắt dây nha anh em. Nè. Cho anh em xem là nó đứt cầu chì hết ráo à. Kiểu như nó sạc mấy khối pin to quá nó đứt cầu chì á nè. Chứ không phải là mấy đâu nha. Thấy không? Đứt cầu chì á nè. Đâu có lên đâu. Có cái này dây không đầy đủ, nó không cắt là lại cũng bị đứt cầu chì nè.
ha. Còn nữa chẳng phải không có cái ấy, ví dụ nó dùng mà sạc mà những cái khối pin to đùng quá sạc hàng ngày luôn thì đương nhiên thằng nào sống nổi, cậu chị nó bảo vệ thiết bị mà, bảo vệ linh kiện mà. Rồi mã 18 300, cái này thì bị cắt dây nguồn, hình thức đẹp, còn cái kẹp ha, bán đại cho anh em này 300 một con. 19 cũng 300, con nào cũng như con nào thôi. Nói trước có mấy con này là đánh dấu ít là mù hết nha anh em. Như là mình cấp nguồn ở con này chưa cấp luôn á. Cái này là chơi hên xui nha. Con này là anh em thấy không? Nó cắt dấu còn dính đất luôn, mình không có cắt luôn, dòng sạc 10A nha. Tỷ lệ hư chết linh kiện nó khó đó anh em, một là đứt chỉ đứt cầu chì, còn những cái lỗi khác thì mình chưa gặp nha. Mình nói trước cho anh em biết. Mua sống thì có giá sống 400-500 ngàn, không có khác. Con này dòng sạc 8A, con này đúng. Con này mấy con này 920. Mấy con này uổng cái là nó về xong rồi nó kiểu nó phơi mưa phơi nắng phơi bãi với nó bị mất cái nắp đây, chứ con này là mà kiểu như dây với ấy này nọ vào bên trong đây á, nó mình bỏ vào đây nó rất là gọn. 300 ngàn luôn. Con này cũng dạng như cấp nguồn không lên, nó đấu dây sẵn bển luôn anh em. Nè, bển đấu dây sẵn bển luôn nè. Kẹp này nó thay luôn nha. Cấp nguồn thì không lên. Đó, cái nào nói không lên là không lên nha. Không lên thì có giá như giá mù lại bãi luôn. Con này thì dòng sạc của nó 8A và automatic, có thể sạc xe máy, sạc ô tô tùy. Sạc tự động chống ngược cực ha. Không có mà anh em kẹp vô không có mà này nọ. Còn mấy sạc Trung Quốc đây nó bán nó khử xung phát này nọ, nó bán 100 mấy 200 ngàn rồi thôi, đó không biết xài được mấy hôm không biết. Con này để cắn nó bị bể đây tí xíu, chọi bể đầu nha. Cái này con ốc này rồi tự nó bung luôn, chứ mình không có rảnh mà bung một đống nha nè. Cái nào dây nè cắm điện không lên đó, như nãy tình trạng mà nói khả năng là đứt cầu chì thôi. 21 cũng là như vậy, 300 chuyển khoản mình bao cước nha. Siêu đây là 25 ngàn, à đủ. Cái thằng này là chưa test luôn nè, còn cặp kẹp ha, dây nó cắt sát đây luôn anh em nghĩ đi, mình đâu có mò ấy đâu, đâu có thời gian mà ấy đâu. Bán mấy con này lỡ rồi mua vậy mình không hết xui nha. Mù 321 nè, cái nào chưa thử thử, nhiều khi sống rồi về khỏi không đứt cầu chì khỏi thai đâu à. 400k/2, 21 22, cái này mình bán 42 cái luôn, 22 400k, tức là 2 cái. Con này thì nói chung là nó bị bể cái mặt như thế này, cha mẹ ơi, nó vẫn còn rồi. Nói chung bên này nó không có xài màn hình led, để chút mình tự test tự cái sóng cho anh em xem. Nó không xài màn hình led nhưng mà xài mấy cái bóng đèn nè, kiểu như vậy nè, đang để sạc ngay chỗ ô tô nên nó hiển thị ngay chỗ chứ ô tô ổ xe máy nha. Dòng sạc là phía full bên đây, nó yếu ở đây, nút bấm nó vẫn còn kiểu nó cũng kiểu nó bị cắn anh em, nó gãy chân bát đây, chứ mà con là cái mặt là chưa có test nha. Đột bị cắt về tuyệt đối hết rồi, cắt về hết rồi, thấy không? Thứ nhất là lấy bo mạch, còn không để bấm để trần thì bấm luôn, tại vì điện DC nó có giật mấy anh đâu sợ. Lưu ý mù nha, hai cái nè, một con nè, bán này là ăn cặp luôn nè. Con này hình như cấp nguồn không lên hả ba? Con này là cấp nguồn không lên. Tại vì mình tuốt dây mình cắt nè, tại dây nó còn dày là mình test được. Đó, chưa bung. Trong trường hợp anh em có thể sàn đồ qua đại được mình được một cái, chắc chắn là mình sẽ có được một cái rồi ha. Dưới trường hợp này chắc chắn mấy anh sẽ có được một cái, còn dư nếu mà sống hai cái còn được hai cái bo mạch khỏi cần cái mà bể đó thì để cho xài vẫn xài được luôn đó. Có thể sàn vỏ qua lại nha, thằng này thì nó bị bể nè, quạt có. Rồi mã 22 là hai cái là 400 nghìn, chuyển khoản mình bao cước. Đây nè, mới được. Đây để lấy cái đồng hồ đo vòng coi. 22 này, 23 350 nè. Cái này sống nè. Con cái điều là nó thiếu dây nha anh em. Đụng nó bị cắt này hết à. Anh em về tận dụng mấy cái dây, cái nào thiếu dây nguồn thì anh em lấy nha. Cái này còn mấy cái dây, mấy kẹp này hoặc tận dụng dây nào anh em có anh ấy, chứ còn mình mua đồ bãi nó mắc lắm.
tại vì đồ xịn không mà bãi thôi, cũ nó bán cũng cặp kẹp, nó cũng cả trăm tùy theo lớn nhỏ nè. Con này lên nguồn 3,5 triệu, có bị bạc màu được cái là y như mấy con kia đó. Mấy con này thì nó còn y xì những cũ không, bỏ dây vào đây nó mất cái học cái nắp đậy thôi. Ô quên, con này để cấp nguồn lên, cấp nguồn lên thôi chứ mà đâu có thôi dây đầu kẹp nè. Mấy mình kẹp ắc quy vào, mình kẹp vào ắc quy á mình mới chỉnh được cái phần là chỉnh cho dòng sạc ha. Thằng nào sạc xe máy này sạc cho gì không biết, mà dòng 8A là sạc cho xe hơi, 8A là sạc bình trăm ha, trăm ampe thì nó khoảng là nếu mà pin bình nó hư nó cạn luôn nó mới là khoảng 10 tiếng, hơn 10 tiếng. Còn bình yếu yếu thì anh em sạc có vài tiếng là đủ rồi ha. 350 cho cái mã này, cái này là sống nè, anh em không muốn hỏng sống thì 350. Mấy con kia đơn giản rồi. 24 là 350 luôn, điện 100V nha anh em. Cái thương hiệu này là cái này nè, nó chuyên sản xuất mấy cái đồ này cho xe nè, nhà máy nó với Trung Quốc. Mình bán cái này là nhiều, nó có loại cao cấp màn hình LED đã lắm, có thể test CCA nữa. Ê cha cha, cắt dây bạn này rồi. Thằng này sống nha nè, tại vì mình kẹp nó này sống, nó y vậy thôi. Về anh em lấy dây, nối dây vào là sử dụng. Dây nó bị xước cho nên mình không có tính sạc thử cho anh em mấy này mà anh bị cắt dây rồi. Chức năng thì đơn giản thôi, bấm nút là mình muốn sạc cho xe máy, là tức là cho xe máy là mình ấy, cho xe máy nó sẽ cân bằng tự nó đó, automatic, tức là nó sẽ cân bằng điện áp và nạp dòng hợp lý nghe em. Chứ nó không nạp, ví dụ như vậy này là tối đa là 8A, nó không nạp trực tiếp 8A liên tục anh em không. Còn thằng này mình có thể chọn dòng 2A 6A là tự nhiên, còn thằng kia là sạc tự động, mỗi cái nó chức năng nó khác nhau. Thằng này là nè dòng tối đa 10A nhưng mà mình có thể điều chỉnh dòng được. Lưu ý mấy con mù là mình bán 300 á nha. Con này 24 là 350, con này là không mù là 450k, 25 đó nè, chơi không mù nè. Giờ test nè, đủ dây test nè. Con này màu kiểu như màu xanh cớm hay màu gì, rồi con này không có mù được. Tại cái nào nhiều khi nó cắt dây sát quá, mình không có thời gian mình test cho nên mình bắn mù cho anh em luôn. Cái nào đâu đó rõ ràng. Cái máy đo dòng đâu? Nè nó lên nè. Cứ về mà mấy con mà hình như vậy nó là kẹp nguồn vào thôi là lụm. Có chống ngược cực luôn nha anh em. Đó. Em đang dòng pin này là cũng đang còn 11,5V. Đây là dòng nó khoảng 1A nè. 0.8A nè, 60% nè. Không. Này là đang dòng 0.8A nè. Thực tế nó tới 1A luôn nha anh em, nó không bao giờ thiếu, nó làm dư không à. Lên 2A. Bắt đầu con rờ le nó mở nè, thấy không? Nè thấy nó chuẩn đét không? 2A là 2A, không có mà bố la bố tét nha. 2A thấy không? Rồi tắt, rút ra, là rờ le nó nhảy lên. Muốn sạc 10A chủ động. Mà con này như dòng sạc nó có 8A nha, nên con này là 450k. Này giật, thằng này 8A hả? Con này 8A nghe em nè, sản xuất Trung Quốc nha, thương hiệu BNL này sản xuất Trung Quốc, 12V 8A đúng rồi, điện áp tối đa 15V 7, cái này điện áp tối đa nghe em 100V 145W, 25 450k chuyển khoản bao cước. 26 4 xị. À con này đủ dây nè, test nè, con này với mấy con mập mập kia là nó như nhau ha. Clip này hơi dài, anh em giới thiệu này hơi lâu. 26 400k nè, con này lại để mưa nắng nó bị bạc như nè. Với lại nó có nứt đây nè.
mình chưa xử lý luôn nha, chưa lấy ghim bấm hàng lại thôi, để lấy ghim á, để đây lấy mỗi hàng dí vô cho nó nóng cái nó sau ấy xuống cái mình bóp lại cái là thiên thu. Mấy cái máy bê tông còn 4-5 kg nãy còn không gãi mà. Ồ, cặp kẹp của người ta nó làm nè, mất ken sò ben luôn mà, còn cặp kẹp này còn mới tinh luôn anh em. Cái này nào cũng còn dây thì mình test ok cho anh em, chứ mắc mới thì mình cắt làm gì, tại vì bãi nó về nó dướng nó cắt hết. Từ từ nó mới lên nha, thấy chưa, con này 12V 8A như mấy con kia mù 300 ngàn luôn á, mấy con mập mập á, có cái học phía sau á, thằng này thì nó không khuyết điểm mình có nói nha, không phải cái nào cũng ăn hết, chứ không phải cái nào cũng chắc ăn. Cái này thì nếu mấy mấy ông thợ điện tử cũng dễ sửa mà, mấy ông thợ Việt Nam mình giờ giỏi mà. Chống ngược cực luôn á. Test cái này, tại này nãy mình chưa có test cái kia nha. Rồi vô rồi đó. Bây giờ mình chọn chế độ sạc nè, nó chưa sạc ha. Giờ mình chọn nè. Rồi. Rồi lên chưa mở nha anh em. Rồi trong khi chờ đợi thì mình lấy cái này đi. Coi kẹp đúng chưa, ông thần. Ây da, bấm chưa ăn anh em. Nè, vô sạc ô tô nè, lên nó đẩy dòng sạc lên nè. Anh em coi nó đẩy dòng sạc, sạc tự động nha. Đang dòng 0.3 nè. Anh em thấy không? Chút nó sẽ đẩy dòng cao hợp lý, chứ không phải lúc nào cũng đẩy cao đó. Mình chỉnh qua cái này à, cái nút này thì bấm chưa đúng nút nha anh em. Chỉnh qua chiếc xe đồ sạc ô tô đi, cái tại cái nút là bấm phía dưới nó mới ăn nè, nó đang sạc dòng 0.5. con này 20 224 27 700 ngàn, chỉ về nói dây là sử dụng. Cái này nguồn mình test lên rồi nha, cái này thì nó cũng mất cái nắp đít phía sau để chứa mấy dây thôi, về rửa thêm nha anh em. Con này vệ sinh thì nói chung cũng còn đẹp, ok giống như hết. 27 là 700k lên nguồn nha. Chúc mình test mấy con hoàn thiện BL nè. Cũng có cái mấy con này nó bị đứt cầu chì nữa nè, 27 là 700. Có dây đầy đủ rồi, trên đây cũng có vài bộ nữa nè. Có con này nó đang cũng bị đứt cầu chì. Mình tháo qua cho anh em cái. Con nào lại tháo đâu rồi? Đây con này có tháo có ghi trời rồi, nó gắn lại rồi, chán chê biết cầu chì. Rồi con 28 sạc không đa là đang sạc dòng có 0.5 mấy, 0.6, từ từ cháu nó mới nhờ nha. Con này 28 cũng 700 luôn, tại vì mình mỗi cái nó khác nhau mình, cho nên mình ghi mà 700.000 đồng. Cũng bị cắt dây nha anh em, nó còn dây đây thì mình test cắt được, bị mất nắp đít luôn. Không sao, kiểu bỏ dây vô đây thôi, cái nắp đẩy phía sau thôi. 700 ngàn. Dây thì anh em tận dụng dây cũ, mà mấy cái kẹp anh em mua kẹp gì cũng được, đang có cũng được, đỡ tiết kiệm. Chứ còn kẹp mình mua nó mắc. Ví dụ mấy kẹp bãi anh em mua nó mua tới cả 100 ngàn cặp kẹp. Rồi con 29 là mình bán 850. Nè, con này 12-24 là nó giống như mấy con kia nè. Ây da, da có thằng nào mà nó lại như hơi bị khác không ạ? Thằng này thì là màn hình LED, còn thằng này là nó kiểu như màn hình hiển thị bóng đèn LED anh em. 12 thì mình bấm ở đây, 24 bấm đây. Nó đơn giản thôi, còn thằng này là màn hình LED. Cái này là có con một duy nhất bán 850 ngàn. Dòng sạc của nó là 15A. Sạc 2A cho sạc xe nhỏ luôn. Sạc tự động luôn, automatic nha.
Đây cái hộp này nó bị mất, mấy con kia bị mất, để chút cho mình lấy mình thử cho anh em nè. Mấy con này còn nữa anh em, mấy con này bự còn nữa để mình có thể mình đấu. Anh em nào cần hoàn thiện hơn thì 850 ngàn mình có dây, nếu mà dây zin nó có vẫn còn nữa chứ không phải không còn đâu nè. Rồi giờ bỏ thằng này qua đây đi đó. 12V bấm đây, chưa có nguồn, quên ớp à. Kẹp ắc quy, kẹp ắc quy vào nó mới nhận dạng anh em. Này để sẵn đây test cái kẹp này 15A à, để mình test cái này luôn đi. Rồi giờ mình lấy ra là tự nó tắt. Đó, giờ lại nhảy liền. Chưa quen lắm anh em. 2A nè. Tự động nhận dạng luôn nha anh em. V9. Sạc tự động nha. 12V nè. Cái sai số đồng hồ này nha. 60%. Dòng sạc nó đẩy lên từ từ nè anh em thấy không? Chú ý cái dòng sạc. 0.8 nè. Đó thôi. Clip dài nhưng mà anh em xem cụ thể chút tí xíu nha, nhìn cái mất thời gian anh em quá. Rồi còn con cái này hết rồi, để giới thiệu cho. 2A. 0.5 à. Ờ đúng rồi, đang chấm mấy. Này. Đang nhảy lộn xộn. Rồi tắt ha. Nè, 12V nó nhận dạng cái là nó nổi đâu đây nè. Nè, không biết chỉnh nè. Tắt. Tắt là tắt đây. Tắt đây. Để thử nè. Von. Hiển thị màn LED ha. Rồi thôi vậy đi. Bây giờ là mình test thằng kia. Con này là hoàn thiện 850 nha anh em. Còn này, con mấy con này thì anh em muốn có dây về tự gái thì là 700 ngàn. Còn mình không là mình đấu dây cho anh em kia mấy cái kẹp bẫy này nữa, mình tận dụng cho anh em là 850. Đó, cho anh em nhiều cái lựa chọn luôn. Tại vì đây mà kẹp điện là sang điện giật phải cút dây nữa nha anh em. Cái này dễ nó như thằng kia, nhưng mà đường cái 12-24 dòng 15A tự động sạc. Đây tự ngắt hết nha. Linh kiện thì bao xịn cho anh em luôn. Rồi, clip này xin kết thúc nha anh em. Anh em cần mã nào thì hãy liên hệ mà xem kỹ mã đó và liên hệ mình chốt hàng nha. Hình thức mình đã nói rõ. COD là 25 ngàn anh em, thì theo giá trị anh em chuyển khoản giá trị nào thấp mình nói rõ rồi thì anh em chuyển cộng thêm 15 ngàn, còn không tự nhận hàng 25 ngàn vậy thôi. Ok ha, bye bye.